Acer Aspire là dòng laptop phổ thông nhất trong những dòng laptop của Acer và với giá thành khá rẻ. Vậy thì chưa đến 10 triệu đồng các bạn có thể mua được laptop Acer không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Acer Aspire chắc chắn là sẽ rất phù hợp với đối tượng là các bạn học sinh, sinh viên với mức giá cực kỳ mềm và cấu hình vừa đủ dùng. Và mẫu laptop mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay chính là Acer Aspire 3. Nếu như thiết kế của dòng Aspire 3 trước đây không có gì ấn tượng, thì Acer đã có một sự thay đổi đột phá. Bạn sẽ thấy một thiết kế hoàn toàn mới theo phong cách mỏng, gọn, kết hợp với viền màn hình siêu mỏng, hiện đại bắt nhịp với xu thế hiện nay. Mặc dù với mức giá chưa đến 10 triệu đồng, thế nhưng ngoại hình của nó vẫn rất là thanh thoát. Đối với cân nặng thì sẽ chỉ nặng khoảng 1,7kg, rất dễ mang theo để phục vụ nhu cầu học tập hay là làm việc. Cạnh viền của em này thì được vát mỏng với hai bên, thế nên là máy sẽ không quá cồng kềnh hay đồ sộ như những mẫu laptop giá rẻ mà trước kia các bạn hay nghĩ đến. Toàn bộ máy thì sẽ được làm bằng nhựa vô cùng vuông vắn và chắc chắn. Bề mặt của máy được phủ mịn với phần logo quen thuộc của Acer vẫn được in nổi đặt chính giữa máy. Đối với bề mặt mịn như thế này thì khi các bạn sờ vào sẽ cảm thấy rất là sướng tay. Mặc dù không quá bám vân tay, thế nhưng khá là dễ xước vì bề mặt mịn, thế nên là không thể nào mà tránh được. Đối với các phiên bản Acer Aspire trước đây thì sẽ có phần bản lề đôi được thiết kế hai bên. Thế nhưng bây giờ thì Acer đã có sự thay đổi với một bản lề đơn chiếc ở chiếc laptop này. Phần bản lề này thì đã được thiết kế dài bằng với thân máy và trên bản lề được khắc chữ Aspire vô cùng tinh tế. Với thiết kế bản lề như thế này thì sẽ giúp giữ cho màn hình của chúng ta vững hơn khi mở ra sử dụng. Và phần bản lề này thì cũng được hỗ trợ cho các bạn mở máy ra một góc hơn 180 độ, có thể linh hoạt điều chỉnh độ nghiêng của màn hình để phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như là môi trường các bạn sử dụng nữa. Tiếp đến sẽ là phần màn hình. Acer Aspire 3 được trang bị màn hình lớn 15,6 inch, viền siêu mỏng, độ phân giải Full HD, chất lượng hiển thị khi đo đạc ở mức tạm ổn với độ bao phủ màu sắc đạt 54% giải màu sRGB, 34% giải màu Adobe RGB, độ sáng tối đa đạt 230 nit. Đây sẽ là màn hình có kích thước lớn, thế nên là sẽ cho các bạn một không gian rộng rãi, hiển thị đầy đủ chi tiết dù là làm việc hay là xem phim. Ngoài ra thì màn hình này còn trang bị tính năng lọc ánh sáng xanh Blue Light Shield giúp cho mắt các bạn dịu hơn, bảo vệ thị giác người dùng trong suốt thời gian dài sử dụng. Đặc biệt là khi sử dụng vào ban đêm, bạn sẽ tránh khỏi những nguy cơ như là mỏi mắt, khó ngủ dù sử dụng máy tính hơi nhiều. Acer Aspire 3 là một trong những laptop có hiệu năng tốt nhất ở phân khúc phổ thông. Máy được trang bị bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 3250U đi cùng với RAM 4GB DDR4, SSD 256 và đồ họa tích hợp AMD Vega 3 cho hiệu năng máy khỏe không chỉ là làm việc văn phòng. Với cấu hình này thì các bạn hoàn toàn có thể làm các thiết kế đồ họa nhẹ nhàng, thậm chí có thể chơi các tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại khá là mượt mà. Về cổng kết nối thì cạnh trái sẽ được trang bị cổng nguồn RJ45, HDMI và hai cổng USB Type-A. Cạnh phải thì sẽ được trang bị một cổng USB Type-A nữa và jack audio combo. Còn về bàn phím thì Acer Aspire 3 có bàn phím dạng full size tiêu chuẩn với dãy phím số sẽ được tách rời nằm ở phía bên phải, cực tiện cho những bạn nào làm những công việc liên quan đến nhập số liệu, kế toán hoặc là học tập. Phía dưới thì sẽ là touchpad với cảm ứng đa điểm. Theo như mình cảm nhận thì touchpad của chiếc laptop này có độ nhạy hơn rất là nhiều so với những mẫu laptop khác có giá cùng phân khúc. Hướng đến đối tượng là các bạn học sinh, sinh viên vì các bạn hay có xu hướng mang máy tính ra thư viện hoặc là các nơi công cộng khác để có thể học tập hay làm việc thì thời lượng pin của Aspire 3 có thể lên đến 9 tiếng. Cực kỳ ấn tượng cho chiếc laptop siêu gọn nhẹ, đảm bảo năng lượng cho một ngày dài sử dụng thoải mái, không gián đoạn và tiện lợi khi học tập hay là làm việc trong thời gian dài. Vừa rồi thì là những trải nghiệm ngắn của mình về em Acer Aspire 3 này. Đường link sản phẩm mình sẽ để phần dưới mô tả video. Và đặc biệt khi các bạn mua em này thì sẽ được tặng ngay gói quà tặng của Acer bao gồm ba lô, chuột không dây, bàn di chuột, bộ vệ sinh laptop và chế độ bảo hành lên đến 12 tháng. Đừng quên là like cũng như là share, subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.